đi đâu vậy? Cái gì vậy? Ủa mình đi đâu vậy? Đó thấy chưa? Thấy ba tôi gặp nhau ăn ý dễ sợ ha. Ăn ý là đứng giữa trời ơi. Đó, ăn ý rồi đó. Lần đầu tiên Phương Trinh và Thanh Duy và Hiền Trang xin được phép mến chào khán giả đang xem chương trình bộ ba ăn ý. Bây giờ anh nghĩ để mình chào sân khán giả mình phải làm một tiết mục gì đó bước ra là phải ấn tượng liền. Em là ca sĩ nè, giọng hát rất hay, em cũng là ca sĩ giọng hát hay, anh tuy là diễn viên giọng anh vẫn hay. Hãy chọn những cái bài hát gọi là ấn tượng. Dạ. Niệm khúc cuối. Cái gì mới chương trình bắt đầu thôi mà khúc cuối rồi. Mở màn thôi mình phải hát một cái bài gì mà vui tươi là phải như thế này phải như thế đúng kia rồi. Phải vui tươi chứ anh. Vậy hả? Theo em là hát bài gì? Buồn làm chi em ơi. Rồi bài vui ghê luôn. Bài mình lớn rồi mình hát. Ôi, cái bài. Bài em bước ra người ta sẽ nhớ đi. Buồn là em nói thiệt là thôi. Thái Như Quang rapper xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Chị Như, bây giờ chị ra chị làm chứng cho em đây nè. Đi xuống đây nè, tôi nói nè, nghe nè. Đừng có gây lộn trước nhà tôi nữa. Tôi cố tình tôi đứng là có giống như là tôi quên mọi người vẫn kiểu như là không thấy tôi gì đó. Bây giờ giới thiệu nè, hoành tráng nè. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của đội trưởng nghệ sĩ diễn viên vừa mới đạt được ngôi sao của năm. Diễn viên Thanh Duy. Và xin được giới thiệu ca sĩ diễn viên Julie Phương Trinh. Và tiếp theo, một trong những đội trưởng rất mạnh ngày hôm nay, Hiền Trang. Hiền Trang. Xin mời ba đội trưởng về vị trí của mình.